Xin chào các bạn đến với kênh Phạm Tâm nha. Hôm nay mình sẽ làm cái món là gà hấp tỏi và ba con gà này nha các bạn. Rồi, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Hôm nay nhà mình sẽ làm món gà hấp tỏi nha các bạn. Đây là ba con gà mình đã mặn sẵn, mình chuẩn bị rồi. Bây giờ mời tất cả các bạn theo dõi tiếp video này của mình ha. Rồi, let's go. Rồi, bây giờ đến với cái món gà hấp tỏi này, là nguyên liệu chính là ba con gà với một ít hành, đầu hành đập dập nha cả nhà. Bên đây là đường, muối, bột ngọt và nước mắm với một gỗ tỏi đã lọc sẵn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành ướp và dồn tỏi vô ba con gà này. Đây, cho ít đường nè, muỗng đường nè, đây là một muỗng ngọt. Tiếp theo là muối. Thời nắng này sau một thời gian vật lộn với ba con gà, giờ này mình đã thành công rồi cả nhà. Sau một thời gian vật lộn với ba con gà, giờ này mình đã thành công rồi cả nhà. Rồi, hiện tại như các bạn đang thấy là con gà này đã ướp xong rồi và đã cho tỏi vào con gà luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đem đi hấp nha các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video này của mình ha.
tiếp tục luôn nữa. Hiện tại gà hấp tỏi đã hoàn thành các bạn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái món này. Mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái món gà hấp tỏi này cùng với gia đình của mình ha. Bây giờ mời tất cả các bạn nha. Rồi, mời các bạn nha. Mời ăn nha. Cháu này cháu kiêm. Ăn cơm không? Sau này nó lặt liền vậy. Ăn điện lại nhà đó. Em muốn đâu mà ăn. Mời cả nhà đi. Cầm cả má. Nhà nha. Ăn cái đùi. Trời ơi, cầm đùi chấm muối ăn chảy miếng chảy miếng. Chảy miếng. Chảy nước miếng phái phái. Đó, cầm ăn đi. Cầm ăn ơi, cầm ăn liệm 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 luôn. Để xin cả nhà, mời cả nhà nha. Dễ lên. Cầm cái đùi, cầm cái đùi lên, mời cả nhà coi. Mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cái con gà hấp tỏi của nhà mình nha các bạn. Đây mời tất cả các bạn nha. Trứng đâu? Trứng đâu gà? Trứng của con gà đó. Quá ngon các bạn ơi. Chín quá trời trứng. Quá trứng. Mở tỏi. Mời cả nhà ăn. Ngon không miếng nè. Năng được không nha. Dạ. Ngon ăn cùng ha. Đấy, còn cái này nhóc nè. Thôi, con đang nổi. Thôi, dạ cha không ăn rồi ép. Thôi thôi bỏ vô mẹ. Nổi gì quá cũng ăn cũng được. Là làm dữ. Con mẹ cái xé bự bự gì mà ăn, người nào ấy cầm ăn đi chứ. Chắc trừ những người thôi nó. Những người thôi. Với mình thôi. Mẹ cũng khổ thế nào nhai ăn đi. Đây là tỏi nha các bạn, thì mình ăn thử nha. Thơm ngon dữ. Rất là ngon. Nó bùi bùi, nó ngọt ngọt, nó thơm mùi gà các bạn. Ngon mà mẹ mà. Lâu quá mới được cặp. Nhìn đó từ sáng giờ. Mình thèm hôm bữa giờ rồi. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha. Rồi. Mời cả nhà nha. Thôi mang cái giò. Mời cả nhà. Ăn cái giò này, ăn cái đầu này ngon nè. Ui, cái lần ăn cái giò. Bỏng mỏ luôn. Đi bỏ xuống tô con. Rồi, mình dừng lại nội dung video này các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp. Xin chào. Chào cả nhà.